Này cho mọi người xem này, hoa cái hoa sen này không biết có ai động vô không, này tự nhiên mọi người thấy không, tự nhiên rất là lạ nhá, tự nhiên tất cả các đóa hoa không có một bông nào là rụng mà duy. À vâng, hello chào tất cả mọi người nhá. À, bây giờ thì em lại đang ở cốc của thầy và bây giờ thì trời nắng lắm mọi người ạ, đang là buổi trưa cũng buổi chiều rồi đó. Thì bây giờ thì mọi người thấy này, cũng đi xuống dưới kia xem là có ai dưới cốc không, bởi vì em cũng vừa từ bệnh viện quay trở về, cũng như là cũng hỏi anh Thìn về tình hình sức khỏe của mẹ thầy cũng như thế nào đấy, để cho mọi người xem. Bây giờ mọi người thấy này, không có ai hết á đó. Bây giờ thì em cũng đi vô vô trong xem là có ai dưới cốc không đó, từ sáng đến giờ là chưa xuống luôn, không biết là ở dưới cốc làm sao luôn đó mọi người. Bây giờ thì trời nắng chang chang à, bởi vì từ sáng rồi em đâu có xuống đâu, rồi đâu có biết được ở dưới này có gì. Để em đi xuống dưới đây em xem thử. Mà thấy không, trời nắng một cái là đất nó khô đi lại dễ, chứ trời mà nó mà mưa đi chỉ sợ té rồi. Để em xuống đây xem có ai thế này không, bởi vì từ sáng giờ em cũng không có xuống đó mọi người, em không biết ở dưới này có gì không, có ai không ấy. Sáng là em vừa ra bệnh viện rồi là đi cùng với anh Thìn, thì anh Thìn cũng vừa mới về xong, để biết được tình hình sức khỏe của mẹ thầy á. Thì mẹ thầy bây giờ thì cũng đỡ rồi. Thôi đây bây giờ thì mới đến đây. À hôm nay mọi người có này, mọi người thấy không, là để cái bảng lên đây này, lấy cái này này uốn uốn lên này, giữ cái bảng xin quý Phật tử không để lại tiền và giữ vệ sinh chung đó. Rồi hôm nay mọi người thấy rằng là cái chỗ cốc của thầy này, bánh trái à, hôm nay có thêm hộp bánh này, à, có thêm một cái nước nước lọc ấy, mọi người bỏ nước rất là nhiều đó, để cho mọi người thấy. À cũng để cho mọi người biết luôn là cái hình mà của sư Minh Tuệ với lại là của thầy Minh Tuệ với sư Minh Tạng ấy, với cả một 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 đoàn phía sau ấy là chuyển qua bên này rồi đó. Còn ở đây là cho mọi người xem về cái nơi mà cốc của thầy ấy, thì mọi người ở đây là có đem nước đến trái cây nó rất nhiều này. À quên chứ, bởi vì là sáng nay á, thì cũng có người bảo em là hãy bỏ cái bình hoa huệ màu trắng này đi, nhưng mà em thì em cũng có nói với tất cả, nói với anh Thìn rồi, thì anh Thìn nói là thôi thì bây giờ người ta đem đến đây rồi thì mỗi người một ý nghĩa, mỗi người một cái sự hiểu biết khác nhau, nên là bây giờ thôi bây giờ cứ để đấy đi, thì nếu mà như cái bông cúc ấy thì là bỏ đi ngay, còn như cái bông này thì có thể với là có những người có những cái ấy. Thì anh Thìn anh ấy nói là có những người ấy, họ nói rằng là thầy á là nó có sự tinh khiết, nó trắng như những cái loại hoa này đó, kiểu như vậy á. Thì anh Thìn bảo là thôi bây giờ cứ cứ để những cái hoa lại đây đi, rồi là ví dụ như cái hoa cúc ấy thì bỏ đi, với lại là có những cái nến ấy, nến nào mà thắp nó cháy á thì nên bỏ đi. Chứ còn bây giờ em hỏi tất cả mọi người đây, em cho mọi người xem này, đây này, bây giờ mà vô cái chỗ này thấy cháy đen thui đây đó, mọi người thấy không, này cái nến này này nó hết rồi, là nó cháy nó đen thui này, nếu như mọi người mà thử nghĩ coi này, nó hết đen thui luôn này. Còn cái này thì nó bằng ly sành, ly sành thì nó không lo lắm, chứ nếu không mà để ly nhựa thì mọi người thử nghĩ đây, ly sành nó cũng nặng, nó rất là khó đổ đó. Hôm qua thì em cũng để cái đựng trầm vào đây này, nên là mọi người cũng không có đốt nhiều, đốt cũng để trên đó nó cũng đỡ nóng với mọi người ạ. À, còn nến thì cái ly bằng bằng sành sứ này nó cũng đỡ nóng này đó, với lại là khi xuống dưới đáy á, thì nó sẽ khó cháy đây này. Đó ở đây em đang thấy là thắp hai cái đèn cầy đó, thắp hai đèn cầy và trong này thì cũng có hoa sen đó. Nhiều người cũng bảo là hoa sen là cái bông hoa rất đẹp, tượng trưng cho kiểu là như là Phật pháp ấy đó. Còn hoa này thì là hoa huệ màu trắng, thì mỗi người một ý kiến mọi người nhá. Thì em cũng không phải là chủ ở đây, nên là chỉ có cái gì nó phản cảm lắm thì em mới có thể là em bỏ đi thôi, còn cái này thì tùy tâm nguyện của mỗi người đó. Thì bởi vì có người thì họ lại nghĩ khác, nên là thôi thì bây giờ nhìn như vậy thì cũng cũng để đây luôn đó. Hôm qua cũng có người chia sẻ là cái bình bình gốm sứ này là 60 năm tuổi, nghe đâu là rất là lâu đời rồi, đem đến chỗ của thầy đó. Bây giờ ở đây mọi người thấy rằng là này, bỏ ở đây này, bánh trái rồi là trầm rồi là trái cây rồi rất nhiều. Nhưng hôm nay cho mọi người xem này, hoa cái hoa sen này không biết có ai động vô không, này tự nhiên mọi người thấy không, tự nhiên rất là lạ nhá, tự nhiên tất cả các đóa hoa không có một bông nào là rụng mà duy nhất có một bông lại là bị rụng. Ủa cái lý do vì sao ta, mọi người thấy không, đó đây em cho mọi người xem này, đây mọi người nhìn cái khuôn viên này đó, ngay lúc này mọi người xem này, đây tự nhiên tất cả các đóa hoa sen không có làm sao nhưng mà lại có một đóa hoa sen bị rụng, thấy không, rồi đó tung tóe không biết là có ai động vô hay không, mà đây nếu như mà nó rụng thì rụng ở bông ở bên ngoài chứ đúng không, tại sao lại rụng bông ở bên trong, nếu mà gió thì cũng không thể là đụng ở bông bên trong được,
thì không biết có cái điều gì đó hay không. Đó, thì đây còn đây là cái hình là thầy Minh Tuệ. Đó, cùng sư Minh Tạng, hình này là hình phủ bóng tráng gương. Nên là chụp thì nó sẽ chói nắng, không có được nét đâu. Đó, hai tấm hình này được treo ở góc này. Còn cái dây này cũng mới được căng lại này. Đó, cái dây này mới được căng lại, hôm bữa là cái dây bị đứt rồi. Đó, mới căng lại là mọi người không có đi vào trong cái cỗ này. Chụp hình, chụp hết thì không có đi vào trong cái chỗ này. Bởi vì chỗ này là cái chỗ mà thầy ngồi ẩn tu, thầy ngồi đây để ngồi giống như kiểu là ngồi để ngồi thiền ấy. Đó, còn cái khu vực ngoài thì mọi người đã đảnh lễ là đảnh lễ ở khu vực này. Đó, rồi cái đường này thì mọi người có dụ mình đi vô đây này. Đó, ở đây thì cũng thấy để rất nhiều hoa, hoa này thì cũng để vài ngày, ít bữa nó tàn ấy thì mình cũng bỏ đi. Vì mọi người đây bỏ hoa đây quá nhiều. Đây này. Có cả bông giả này. Bông giả thì em nghĩ cũng 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 bông giả thì mình để phang một góc thôi. Chứ bông giả mình để đây cũng không không có đẹp lắm mọi người ạ. Đây là cái bình bông giả này. Thôi, bông giả thì em nghĩ là mình nên để vào góc này thôi. Chứ để ở giữa mà cái bình bông giả thì nó cũng không được đẹp lắm mọi người đấy. Em mọi người thấy như thế nào? Em nghĩ là bông giả thì mình nên để vào góc này thôi. Bông thật thì bông ly thì mình bỏ hai bên thì cũng cũng chung là tùy theo ánh mắt của mỗi người. Đó, còn cũng góp ý với tất cả mọi người là cái nơi mà thầy ngồi ẩn tu thì chúng ta không nên đem hoa cúc đến bởi vì nó rất là phản cảm. Bông cúc thì thực ra là mọi người bảo em bảo là hoa gì cũng được. Vậy thì khác nào bây giờ mọi người bảo em bảo là bây giờ đấy, về nhà của mọi người có dám trưng bông hoa cúc để trên bàn uống nước không? Có dám không? Đó, thì mọi người cứ thử nghĩ đi. Xong rồi nói. À, em cũng nói với tất cả mọi người như thế này. Khi mà chia sẻ trên kênh của em ấy, rất nhiều người bảo là thôi là đừng có quay nữa, đừng có này xem suốt ngày, thì em nói với tất cả mọi người là ai thích cái thì xem. Còn không thích thì thôi. Chứ bởi vì mọi người chỉ muốn xem, ngày nào cũng muốn lên xem video, mà em đăng video lên thì lại nói bảo là thôi bảo sẽ đừng quay, đừng quay, đừng xem nữa. Khi nào mọi người đừng xem nữa thì em không không quay nữa. Mà quay thì cái thích xem mà lại thích nói, đúng không? Rồi là mọi người bảo em bảo là thôi hoa cúc cũng được, hoa gì cũng được, miễn sao là lòng thành tâm. Vậy thì mọi người thử nghĩ coi, đấy cái nhà của mọi người đấy, bây giờ mọi người có dám đem hoa cúc đến trưng ở trên bàn uống nước không? Có không, nói gì nói, mình hãy nghĩ là ngay nghĩ ngay đến mình, chứ đừng có nói người khác nghĩ ngay đến mình ấy. Đó thì là cái bông, ví dụ như bông hoa này chẳng hạn, mọi người để ở trên trên nhà, hay bông hoa sen này thì nó không nói gì, nó không có nói gì, đúng không? Thì thực ra là em cũng chả phải là gì cả. Ê, thì mọi người làm thì làm thôi, mình cũng chả có quyền gì ở đây cả. Nhưng mà hôm nay thấy là lạ này, tự nhiên một một bó hoa sen mà lại có một bó ở bên trong nhất lại rụng hết lá, thì không biết là cái lý do gì mọi người. Đây này, đó thấy không, còn cái trơ trơ nhụy ra không, không biết có ai động vô không, đó rụng lá tung tóe này, người thấy không? Đó thì bởi vì là em cũng hay quay cho mọi người xem cái hình ảnh ở nơi cốc của thầy để cho mọi người biết những cái hình ảnh mới nhất, cũng như là hôm nay cũng cũng là quay cho mọi người xem vào buổi buổi trưa vắng không có ai cả. Cái buổi trưa mà thì thường thường là hay đông vào lúc tầm 8 9 giờ, nhưng mà bây giờ thầy có ở đây đâu. Đó thì mọi người cũng thấy rằng là không có thầy ở đây thì mọi người cũng cũng hạn chế đến. Đó, hạn chế đến bởi vì là bây giờ thầy cái chỗ này là trước thầy ẩn tu, nhưng bây giờ mà thầy mà đến đây mà thấy hoa rồi trái cây rồi đèn cầy nhiều thế này thầy ấy chả ngồi đâu. Bởi vì thầy bảo là thầy cái hạnh của thầy là không ngủ giường, không ngủ nơi cao sang. Đúng không? Tự nhiên mọi người để hoa để đồ tùm lum này, sao thầy về đây thầy ngồi ẩn tu được? Đúng không? Cái hạnh của thầy đâu có như vậy. Em mọi người mà tôn kính thì mọi người cũng để vài chai nước thôi. Em thật mọi người để một cái đèn cầy, vài chai nước rồi là được rồi. Chứ ở đâu ra giờ trưng tùm lum, thì thực ra là mình cũng góp ý thôi, chứ thực ra mỗi người một suy nghĩ. Nên là mọi người thấy, em thấy có người bảo là cái chỗ của thầy ngồi giống như cái quán tạp hóa ấy. Ai người thì đem trái cây, người thì đem kim chỉ, người thì đem đèn cầy, người thì đem kéo, người thì đem vải, người thì đem bông hoa, người thì đem khăn, người thì đem này đem kia tùm lum tùa lưa, người đem hình, người đem này đem kia, không biết như thế nào mà để nói với mọi người nữa đấy. Người thấy không, mọi người bảo em bảo là chỗ thầy ngồi giống quán tạp hóa quá. À, mọi người thích cái gì thì mọi người đem đến à, nhưng mọi người không có suy nghĩ, đúng không? Bởi vì cái chỗ thầy ngồi đây đâu phải cái chỗ để mọi người làm gì đâu, mà ai cũng đem đến đây thì nó còn gì là cái vẻ hoang sơ nữa. Nên là cũng để góp ý cho mọi người vậy thôi, thì ai nghe thì nghe. Đó, ai tin thì tin, cũng để chia sẻ với tất cả mọi người á. Thì nhiều quý vị khán giả cũng có nói với em là hay thường xuyên lui tới cốc của thầy, thì ý là ai mà cũng như là mình họ không biết ý thì mình góp ý thôi, chứ thực ra là mình cũng đâu có quyền hành gì đâu. Em cũng như tất cả mọi người thôi, chứ thực ra em cũng chả có lợi cái gì ở đây cả. Thì em cũng chỉ khuyên mọi người là bây giờ ví dụ như nến ấy thì mình không nên thắp ở đây vào ban đêm, bởi vì thắp vào ban đêm ấy thì mọi người đâu có ai ở đây đâu, rồi nó có cái điều gì xảy ra đâu có ai mà ấy được, đúng không? Nên là rất là khó. Đó, để cho mọi người có những cái nơi mà thầy ngồi buổi trưa đâu có người đâu, đâu có ai đâu.
Bây giờ thì em cũng để lên bên trên này cho mọi người xem là ở trên có gì không này, mọi người thấy không? Treo cái xin quý Phật tử không nên để lại tiền này, cũng để cũng được đúng không? Buổi trưa ở đây là không có ai cả. Đấy thì em cũng để cho mọi người xem cái hình ảnh mà gọi là hoang sơ. Và bây giờ em đi lên bên trên. Đó. Trời nắng một cái là đi lên là nó dễ lắm. Xem có ai không? Ở trên này buổi trưa nắng. Nắng không có người mọi người ạ. Lên trên này xem có ai không. Bình thường là quý Phật tử họ hay đến vào buổi sáng sớm. Bà con đang vô đảnh lễ thầy á. Dạ không có, không có gì đâu, không có ai hết. Wow, em dạ rồi chào anh, không có ai hết. Dạ à rồi ok chào chị. Rõ ràng cái bồ đề bảo là cái đó, cái bồ đề cái xanh xanh ở dưới đó mới trồng một cây mà đó, đi xuống đấy xem. Cái cây này đấy, cây cây đấy là cây 200 tuổi đó. Còn cái cây bên dưới kia cũng mới trồng đó. Ủa các chị ở đâu về đây? Ồ, ngay đây mà không biết luôn. Đó, một cây này 200 tuổi nè, một cây dưới kia cũng mới trồng đó. Đây là YouTuber Hoàng Sáu TV. Đó, để cho mọi người xem. Quang cảnh buổi trưa thì không có ai cả mọi người. Buổi trưa trời nắng không có ai. Buổi chiều tối thì chắc là mọi người xuống đây cũng đông. Đó, cái khu bên ngoài mọi người thấy là buổi trưa trời nắng chang chang không. Đó. Trên này mọi người thấy không có ai hết. Trời nắng lắm mọi người. Em cũng hay thường xuyên lui tới đây để quay cho mọi người xem. Bây giờ thì bà con thì cũng đang đến đây để đảnh lễ. Mấy bà con là chắc ở Kon Tum. Mấy chị ở Kon Tum. Mấy chị ở Kon Tum bên đây hả? Hello hả? Hello gần đây mà. Chứ ở đây hả? Dạ. Nhưng mà trước đây gặp thầy lần nào chưa? Chưa, thế vậy là hôm nay chưa đủ duyên rồi. Các cô bây giờ mới xuống dưới này đảnh lễ. Để cho mọi người xem một chút này. Lúc nãy vô không có ai cả, bây giờ thì có mấy người, đang có mấy cô chú đang đi xuống dưới này để đảnh lễ các chị ở cũng ở gần đây á. À, hôm nay là mấy chị đi là trời nắng chứ không trời mưa khó đi lắm. Mưa muốn té không? Đừng có like, đừng có like, quay thôi. Dạ. Đó. Này các cô các chị cũng đến đây đảnh lễ này. Đó. Quay nhá. Quay cái cây này gãy mới lấy dây bó vô mọi người. Trưa nay thì cũng có mấy cô mấy chị ở gần đây, bởi vì là thường thường là đông vào buổi sáng. Bà con này nói chung là trời mưa thì mọi người là thấy rằng là đi rất là khó, nhưng mà nó trời nắng mà đi dễ hơn này. Chỗ này không phải té suốt. À. Bởi vì hồi nãy trưa trưa nay thì em vừa vừa đến bệnh viện
cái bệnh viện nơi mà bà mẹ của anh Thìn ấy, mẹ của thầy ấy, đang ở dưới bệnh viện. Em cũng ra đó hỏi thăm sức khỏe. Bây giờ thì cũng đỡ rồi, chắc là một hai hôm nữa đi về ấy mọi người. Đó, còn ở trong này thì các cô các chị đến đây đành lễ này, nơi mà thầy đã từng ngồi ẩn tu. Em cũng hay quay cho mọi người xem ở đây vào mỗi buổi sáng. Hôm nay thì cũng thấy rằng là đem rất là nhiều nước, trái cây đến đây. Hôm qua là bỏ nến tầm lâm nữa, nhưng hôm nay thì mấy cái nến này em bỏ ra ngoài rồi. Xe em mượn chút thôi, lên tòa lắm. Lên đâu? Anh là anh lên trên tòa? Chìa khóa, khóa điện tử. Em sợ anh đi không quen đâu. Thì em đi bây giờ. Em đi, em quay cho em đi luôn bây giờ. À sạc á hả? Cục sạc á hả? À, em tưởng xe. Cũng để cho mọi người xem hình ảnh ở dưới cốc buổi trưa một xíu thôi. Xong rồi em cũng đi lên bên trên này mọi người. Đó, buổi trưa này cũng vắng. Có mấy người à? Xem. Nắng chang chang. Rồi, chào anh chị. Trưa này có mấy người đi xuống mọi người. Hôm nay thứ bảy cũng vắng. Kiểu thầy cũng ở đây á.